ngư dân bắt đầu chuyển cá trong khoang tàu lên bờ. Con cá nào cũng to như cánh tay, thân cá có màu sắc rực rỡ, chán cá nhô cao. Đây chính là cá nục heo cờ có nhiều ở miền đông Lài Loan. Những thùng cá nục heo cờ nặng trĩu phải bốn người đàn ông lực lưỡng mới khiên nổi. Đây chính là cảnh tượng tại Tân Cảng thành công ở Đài Đông những ngày gần đây. Mùa cá năm nay bội thu, mỗi năm lượng cá nục heo cờ đánh bắt được trong cả năm chỉ vào khoảng 700.000 kg nhưng cá đánh bắt được năm nay lại nhiều gấp 1,7 lần. Đến nay đã đánh bắt được hơn 1,2 triệu kg. Vùng biển phía đông Lại Loan do có hải lưu Kurosio đi qua là ngư trường của các loài cá di cư, bao gồm cá cờ, cá ngừ, cá ngừ vằn, cá nọc heo cờ vân vân. Trong đó cá nọc heo cờ là loài cá có sản lượng cao nhất ở khu vực Tân Cảng Thành Công thuộc phía đông của Lầy Loan. Hơn nữa vào mùa thu, cá sẽ bắt đầu tích trữ thức ăn để chuẩn bị cho mùa đông lượng thức ăn chúng tiêu thụ cũng tăng lên. Đây cũng là thời điểm mà hải sản tươi ngon nhất. Trước đây, Mỹ đã giảm mạnh việc mua hải sản từ Lài Loan với lý do là các thông tin về truy xuất nguồn gốc chưa đầy đủ. Điều này đã khiến cá nục heo cờ bị ế ẩm, giá bán giảm mạnh. Tuy nhiên, gần đây Viện Nghiên cứu Thủy sản đã thông báo tình vui, cá nục heo cờ được nuôi trồng trong điều kiện kiểm soát đã thành công sinh sản, có triển vọng sẽ nuôi cá nục heo cờ trong môi trường nhân tạo hoàn toàn. Sản lượng cá nục heo cờ tăng đột biến khiến người dân vui mừng không xiết. Hiện nay, Hiệp hội Ngư nghiệp cũng tiếp tục nỗ lực xây dựng hồ sơ đầy đủ về truy xuất nguồn gốc, hy vọng có thể giúp cá nục heo cờ có thể quay trở lại thị trường Mỹ.